Sau khi thành phố Hồ Chí Minh triển khai và áp dụng khai báo di biến động dân cư ở các chốt kiểm soát, thì đa số các khu vực này đều diễn ra tình trạng kẹt xe ùn ứ kéo dài. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng ngày 15 tháng 8, tại một số chốt kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, dân phòng cầm giấy có mã QR hướng dẫn người dân khai báo. Tuy nhiên, việc khai báo tốn nhiều thời gian nên lượng phương tiện kẹt dồn dẫn tới ùn ứ. Tại chốt kiểm soát ở giao lộ đường Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, dòng xe máy cùng ô tô đứng xếp hàng dài trên đường. Phần lớn người tham gia lưu thông còn bỡ ngỡ, bối rối với cách kiểm tra di biến động dân cư trên mạng. Tương tự tại các chốt trạm ở quận 1, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, chốt giao lộ đường Phạm Văn Đồng, đường 20, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức cũng diễn ra tình trạng kẹt xe. Một số người dân chở theo vali, túi sách, tranh thủ đi xe máy về quê, nhưng được lực lượng giải thích và đề nghị quay đầu xe trở lại. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội BC06, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tất cả các chốt nội thành thành phố đã đồng loạt triển khai phần mềm quản lý di biến động dân cư. Theo đó, khi người dân di chuyển qua các chốt trạm kiểm soát ở thành phố thì sẽ được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn và yêu cầu người dân kê khai thông tin di biến động tại địa chỉ trang web http://sukhoe.dancuquocgia.gov.vn.